lý do vì sao tao không thể yêu mình. Tại sao mày làm như vậy? Tại sao mày không yêu tao mà vẫn ngủ với tao hàng đêm? Vì trước đây tao từng làm đĩ, mà đĩ thì có khả năng ngủ với bất kỳ ai, dù thích hay là không. Anh nghĩ là như này nè, thực ra là mọi người bị sai lầm. Tại vì thứ nhất là đấu tranh cho LGBT thì anh nghĩ là vấn đề là của những nhà mà gọi là xã hội học hoặc là những cái người mà cái công việc đó. Còn anh là người làm nghệ thuật, anh chỉ truyền tải những cái thông điệp, những cảm xúc mà anh cảm thấy anh xúc động, những câu chuyện anh xúc động, những nhân vật anh xúc động thôi, chứ anh không có ý tưởng là phải đấu tranh hay đối chất hết. Mình chỉ chia sẻ những câu chuyện, chia sẻ những ý tưởng, chia sẻ những nhân vật để cho mọi người tự cảm nhận và tự rút ra, tự cảm thấy trong trái tim mình họ cần phải thay đổi, chứ còn mình không có đấu tranh. Tại vì anh nghĩ là đấu tranh thì mệt lắm, tại vì vấn đề rõ ràng là nhiệm vụ của người làm nghệ thuật là chia sẻ cảm xúc và chia sẻ tất cả mọi thứ để cho xã hội thay đổi, cho những con người xem phim thay đổi. Tại vì đáng biết nhiều, tại vì ngày xưa Việt Nam mình nó làm phim là hai kiểu như là phải yêu nhau mới ngủ với nhau, nhưng mà mình biết rất là nhiều người ngủ với nhau mà không hề yêu nhau, mà yêu với nhau á thì lại rất là trân trọng nhau mà không ngủ với nhau. Thế nên anh nghĩ là vấn đề là bộ phim đó là một cái bước tiến mới đó, có nghĩa là nó mô tả đời sống tình dục và tình yêu khác hẳn nhau. Đáng nghĩ câu hỏi này rất khó trả lời, bởi vì sao? Tại vì là đến mọi người coi hết vào đoạn 2 thì mọi người thấy là Lương Bình Hải quá xuất sắc, gần như Lương Bình Hải là cái xương sống của bộ phim. Nếu như Lương Bình Hải gãy là bộ phim gãy luôn. Thành ra là với một người xuất sắc như vậy thì đáng nghĩ là nó còn đi với nhau rất là lâu. Mà vấn đề là đáng với Hải không chỉ là đạo diễn với diễn viên là nhân vật của phim, mà hầu như là Đảng với Hải còn có một công ty riêng, xong rồi hai đứa làm chung với nhau. Có là phải nói một điều là thực ra Hải giúp Đảng quá nhiều trong công việc, nên là vấn đề là gần như là hai là một rồi, nên rất là khó. Và Hải và thiệt thực có thực là bây giờ là Hải là cái người mà làm cho Đảng cảm giác có nhiều cảm hứng nhất, tại vì là Hải cho Đảng thấy là Hải còn có nhiều thứ để khai thác nữa. Và sau phim này thì Đảng nghĩ là mọi người sẽ thấy là Lương Bình Hải là một cái Đảng nghĩ là một ngôi sao lớn. Nó thành ra vấn đề là nghe nó bình thường, tại vì là đồn hay đồn không quan trọng đối với Đảng. Quan trọng là mối quan hệ thực sự của hai người là cái gì đó, chứ không quan trọng. Thực sự là gì anh? Thực sự đó là nghĩ là đúng là tri kỷ.